Kính mời quý vị theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hơn 100 hecta đồng nuôi tôm của người dân ở khu vực ấp Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ có nguy cơ không thể canh tác. Nguyên nhân là do thi công dự án đã san lấp đường dẫn nước vào đồng nuôi tôm. Đó là nội dung chính của chương trình hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung khác. Thưa quý vị, vừa qua, chương trình hộp thư truyền hình đã nhận được đơn của chị Hoàng Thị Hòa ở khu phố 4, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, khiếu nại về việc đơn vị thi công công trình làm sập cơ sở kinh doanh của chị nhưng không giải quyết bồi thường thỏa đáng. Phóng viên chương trình đã đi thực tế tìm hiểu vụ việc. Chị Hoàng Thị Hòa trình bày, gia đình chị kinh doanh một quán cà phê và một quán ăn tại đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa từ nhiều năm nay trên phần đất của mẹ chị. Tháng 8 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất Tân Thuận tiến hành thi công giếng thu số 4 thuộc dự án công trình thu gom và xử lý nước thải của thành phố Bà Rịa. Địa điểm thi công công trình gần với phần đất quán cà phê, nên chị Hòa đã tạo điều kiện tháo dỡ khu vệ sinh của quán cà phê để đơn vị thi công đóng cừ thép Lasan. Tháng 10 năm 2018, trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã đào, ép cừ, gây sụt lún và sập mái nhà khu kinh doanh cà phê của gia đình chị Hòa. Việc thi công này cũng làm nứt nền nhà, nứt tường của 4 căn phòng trọ của gia đình chị Hòa. Ngày 31 tháng 10 năm 2018, chị Hòa làm đơn khiếu nại về vụ việc đến Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. Ngày 1 tháng 11 năm 2018, phía công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất Tân Thuận đã cử người quản lý công trình đến làm việc. Đại diện công an khu vực cũng có mặt. Tại buổi làm việc này, công ty đồng ý sửa lại quán cho gia đình chị Hòa và hỗ trợ 2 triệu đồng cho 12 ngày công mà gia đình chị bị thất thu do quán bị sập không kinh doanh được. Chị Hòa đồng ý rút đơn khiếu nại. Thế nhưng đến ngày 1 tháng 12 năm 2018, trong quá trình thi công đào đất bằng xe cuốc, đơn vị thi công tiếp tục gây sụt lún nghiêm trọng làm sập mái nền khu vực quán cà phê và một nửa sân ở khu nhà trọ. Sau vụ việc này, có một nhóm công nhân đến yêu cầu chị Hòa cho sửa chữa lại quán, nhưng do phía công ty không có thông báo chính thức với phía gia đình nên chị Hòa không cho thi công sửa chữa. Do vậy, việc kinh doanh của quán cà phê của chị phải tạm dừng. Làm việc với bên công ty, anh Huỳnh Tấn Quốc, quản lý công trình cho biết, đây là dự án công trình thu gom và xử lý nước thải của thành phố Bà Rịa, nên việc chị Hòa có yêu cầu dừng thi công thời gian qua đã gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế đối với chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc thi công công trình ảnh hưởng gây sụt lún, sập khu vực quán cà phê của chị Hòa. Về phía công ty hứa sẽ khắc phục lại như hiện trạng ban đầu. Riêng về mức đề nghị bồi thường những ngày quán cà phê của chị Hòa ngừng kinh doanh thì công ty đang xem xét. Hợp đồng là công ty là có nói là hư tới đâu, công ty sẽ sửa chữa tới đó. Thì bây giờ là nếu muốn làm thì tụi này bây giờ là sáng mai tụi này dẫn lên sửa chữa quán, sửa lại y như cũ. Mà hỏi mà có hư nữa thì tụi này tiếp tục làm nữa. Từ quá trình hỗ trợ thì có về cái hỏi lại giám đốc. Thì 400.000 theo cầu của chị qua. Thì 400.000 thì nó hư là cao. Thì bây giờ công ty có thể là có cho mức hỗ trợ, chứ không là không có. Thì về phải về hỏi giám đốc là có hỗ trợ bao nhiêu. Thì tụi này là nhân viên quản lý sẽ cầm tiền lên đưa trực tiếp cho chị qua. Nói chung là công ty á, nếu mà công ty sửa lại quán cho em như hiện trạng ban đầu thì em rất cảm ơn cái vấn đề này. Và em rất là mong muốn để tiếp tục công việc kinh doanh bán buôn hàng ngày để cho cuộc sống mưu sinh của vợ chồng và con cái nữa. Rồi cái vấn đề hỗ trợ trong bằng đó ngày nghỉ á, đến khi nào mà công ty bàn giao quán cho vợ chồng em kinh doanh á, thì tính ra bằng đó ngày nghỉ thì nhân lên cái ngày công lao động cho vợ chồng em. Ngày công lao động bình thường của vợ chồng em á, là khoảng 300-400 ngàn một người. 400 á, là mức vợ chồng của vợ chồng em làm cực lực hàng ngày. Còn nếu mà công ty cũng khó khăn, em cũng khó khăn thì em yêu cầu đó là mức 300. 300 ngàn là mức của vợ chồng một người lao động, đó là của chồng em. Còn bên em là bên cơm. 300 ngàn là hợp lý luôn. Công thợ sắt của bên công ty cũng 300 thì cũng mong là trả cho vợ chồng em như vậy. Gia đình chị Hòa và phía công ty nên ngồi lại thỏa thuận cụ thể để có tiếng nói chung trên cơ sở lợi ích hai bên được đảm bảo, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thu gom và xử lý nước thải của thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, chương trình hộp thư truyền hình tuần qua đã nhận được thư của ông Nguyễn Xuân Nghiên, ngụ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Ông Nghiên thắc mắc việc ông xin xây dựng nhà xưởng trên đất của mình nhưng không được chính quyền địa phương cấp phép. Trong khi đó, ông Lê Minh Trí, người mua đất cùng thửa đất với ông trước đây,
thì được phép xây dựng nhà xưởng. Ông Nguyễn Xuân Nghiên hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may Phương Nam đóng tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Năm 2016, ông Nghiên và ông Lê Minh Trí cùng góp vốn mua 3.945 m² đất tại khu vực phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa, nay là thành phố Bà Rịa. Đến đầu năm 2018, ông Nghiên và ông Trí tiến hành tách thửa đất làm hai phần. Ông Nghiên làm chủ sở hữu 2.064,5 m² và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Trí cũng được cấp quyền sở hữu đối với diện tích đất còn lại. Tháng 9 năm 2018, ông Nghiên gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa và Phòng Quản lý Đô thị thành phố xin phép được xây dựng nhà xưởng trên phần đất mà ông sở hữu ở phường Long Tâm. Ông Nghiên dự định sau khi xây dựng xong sẽ di dời công ty từ phường Phước Nguyên đến đây nhằm giảm chi phí thuê mặt bằng cũng như phát triển sản xuất. Tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản trả lời ông Nghiên là không có cơ sở giải quyết cho ông Nghiên xây dựng nhà xưởng. Nguyên nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đưa ra là vị trí thửa đất của ông Nghiên tại phường Long Tâm thuộc quy hoạch là đất dân cư mật độ thấp nên không có cơ sở xét cho ông Nghiên xây dựng nhà xưởng. Trong khi đó, ông Trí ngay sau khi tách thửa đã tiến hành xây dựng khu nhà xưởng gia công hàng hóa may ba lô túi sách. Hiện khu vực này đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Tôi xin phép để cùng là xây nhà xưởng, mục đích là cắt giảm cái chi phí mặt bằng, tạo việc làm cho công nhân, nhưng mà lại không được. Ủy ban nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản là không được, nhưng mà cùng một thửa đất trên đó là sao ông Lê Minh Trí lại xây được đó. Chúng tôi đang thắc mắc và không có rõ ràng ở chỗ này, nếu như đã không được là không được hết, tại sao một người là được, một người lại không đó. Chúng tôi chỉ mong muốn bên chức năng phải có hướng giải quyết sớm và triệt để, chứ không để tình trạng này xảy ra lâu dài, và sẽ xảy ra khiếu kiện lâu dài đó. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên chương trình đã liên hệ với ông Trần Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa và được ông Quang trả lời. Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Nghiên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Phòng Quản lý Đô thị xác minh vụ việc và sẽ trả lời cho ông Nghiên trong thời gian sớm nhất. Và ý trao đổi cùng ông. Thân mến chào ông. Thưa quý vị, hơn 100 hectare đồng nuôi tôm của người dân ở khu vực khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ có nguy cơ mất trắng và không thể tiếp tục canh tác. Nguyên nhân là do quá trình thi công san lấp mặt bằng dự án cảng Sài Gòn Thép Việt, đơn vị thi công đã bơm cát chặn toàn bộ đoạn sông dẫn nước vào các đồng tôm. Gần 2 tháng nay, anh Nguyễn Văn Bạch cùng nhiều hộ dân đang canh tác tôm tại khu vực khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ như ngồi trên đống lửa. Do đoạn sông bị chặn nước, không thể chảy vào đồng tôm nên nước bị ứ động trong đồng, đang có dấu hiệu ô nhiễm, tôm cua bị chết. Có biểu hiện bây giờ tôm cua là chết rõ rồi. Đó, bà con thấy rõ rồi, nó chết rồi, nó chết nổi lên rồi. Bây giờ cả một tháng rưỡi này không thay được nước là nó phải chết. Bây giờ bà con bây giờ nào chỉ mong là bây giờ là làm sao có đường nước để cho bà con để thay ra thay vào. Thay ra thay vô cho nó con tôm con cua nó nột nó mới sống được. Bây giờ nó tù như thế này mà bây giờ cả tháng không thay được nước thì nó lâu ngày nó thành như thế là sình này rồi, không thể nào hoạt động được nữa. Người dân cho biết khu vực này là sông ngọn cột buồm Dàm Hương Mỹ, có điểm đầu nối với sông Thị Giải, có chiều dài 1,5 km, rộng khoảng 50 m, điểm cuối tiếp giáp với đồng nuôi tôm của các hộ dân. Tuy nhiên khi đơn vị thi công tiến hành bơm cát san lấp thì toàn bộ đoạn sông này đã bị san lấp. Do đó gần 2 tháng nay, nước từ sông lớn không thể chảy vào các đồng tôm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động canh tác của 10 hộ dân. Các hộ dân khẳng định những diện tích đồng tôm này không nằm trong diện tích đất buộc phải thu hồi để thi công dự án. Theo các hộ dân cho biết, vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, đại diện công ty cổ phần thép Bumina 2, đơn vị chủ đầu tư dự án cảng Sài Gòn Thép Việt, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ và các hộ dân. Tại cuộc họp này, đại diện công ty cổ phần thép Bumina 2 cam kết sẽ chừa đường nước cho các hộ dân có diện tích đồng nuôi tôm còn lại. Đến đầu tháng 12 năm 2018, khi đơn vị thi công không thực hiện như cam kết mà tiến hành san lấp luôn đoạn sông. Do đó, người dân gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuân yêu cầu giải quyết. Ngày 7 tháng 12 năm 2018, phường Mỹ Xuân đã tổ chức họp giữa đại diện công ty cổ phần thép Bumina 2 và 10 hộ dân.
Tại đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuân yêu cầu công ty cho ngừng việc bơm cát chờ các cấp có thẩm quyền giải quyết. Thế nhưng từ đó đến nay, đơn vị thi công vẫn tiếp tục tiến hành việc bơm cát san lấp dòng sông. Người dân rất là bức xúc vì cái tình trạng mà bơm cát mà lấp cái dòng rạch của bà con nuôi trồng. Mà có văn bản là đã có quyết định, đã có ấy là cái dòng sông này khi mà lấp là phải làm cho người dân có một cái dòng sông mới để người ta còn nuôi trồng ở phía trong. Hàng trăm mẫu đùng trong đó là người ta còn canh tác, mà bây giờ là lấp như vậy, lấp mất dòng sông là của bà con, nên là bà con bức xúc, nên bà con với nhờ đến chính quyền để can thiệp cho bà con là có một dòng sông để bà con lấy nước trong thời gian sớm nhất. Phải trả lại cái dòng nước cho bà con thôi, mà cấp bách sớm nhất, trong thời gian sớm nhất và cấp bách nhất. Chứ nếu bây giờ càng để thì ở trong kia thiệt hại hàng trăm hecta, bây giờ tiền không biết bao nhiêu mà kể. Từ các cơ quan chính quyền thứ nhất là nhảy vào cuộc để can thiệp để cứu bà con chúng tôi. Trong hiện tại bây giờ giống như kiểu là bây giờ nó gọi là cầu cứu rồi. Trao đổi vấn đề này, bà Trần Thị Kim Loan, Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ cho biết, phòng đã nhận được thông tin, hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại nguồn gốc đất khu vực này. Nếu đất thuộc công ty thì sẽ vận động công ty tạo nguồn nước mới cho người dân canh tác. Tại buổi làm việc với các phóng viên, ông Phùng Ngọc Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bumina 2 cho biết, dự án cảng Sài Gòn Thép Việt được bộ ngành chức năng cấp phép xây dựng tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng thời gian qua dự án chậm triển khai do vướng về hạ tầng. Sau khi được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép giãn tiến độ thì dự án được triển khai thi công vào năm 2015. Đến năm 2016, công ty hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Việt Oi để thi công dự án. Hiện doanh nghiệp này chiếm tới 90% cổ phần trong dự án cảng Sài Gòn Thép Việt. Ông Quý cũng cho biết diện tích đất thuộc dự án cảng Sài Gòn Thép Việt đã được cấp sổ đỏ vào năm 2010, trong đó có đoạn sông này, và việc san lấp sông của đơn vị thi công là đúng quy định. Còn về cam kết với các hộ dân tại cuộc họp ngày 1 tháng 6 năm 2017, theo ông Quý, đó không phải là cam kết chừa đường nước cho các hộ dân ngoài dự án. Chủ đầu tư người ta sẽ san lấp những cái vùng mà xung quanh này này, người ta chừa cho một cái đường nước nó vào để làm gì? Để cho bà con thu hoạch xong đi, rồi người ta mới thi công nốt đến cái phần đó. Chứ không phải là mình nói là mình chừa cái đường nước này, mình bỏ này thì dự án này làm sao san lấp, làm sao mà triển khai. Mà trên thực tế, ngoài thực địa, phòng Musa người ta đã kiểm kê đến một nửa rồi. Tức là nó chỉ còn có hành lang thôi, chỉ còn có cái hành lang rồi tỉnh sẽ làm cái con đường sau cảng này này. Thì cũng không làm sao mà cái phần đất ở trong này làm sao mà nuôi trồng gì được nữa. Trước mắt nói cái đơn vị thi công là dừng lại đi, và bọn anh sẽ có văn bản, anh đề nghị ủy ban tỉnh là sẽ một họp hay như thế nào đó, chỉ đạo ủy ban huyện, ủy ban xã để làm việc với các hộ dân, động viên hay là giải thích hay là chính sách gì đó. Chuyện là chuyện của nhà nước, chủ tư không có cái thẩm quyền để làm cái chuyện đó. Liên quan đến vụ việc, phóng viên chương trình đã liên hệ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, địa điểm dự án đang thi công, và được trả lời, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã có kế hoạch mời các bên liên quan lên làm việc để bàn giải pháp giải quyết vụ việc một cách thấu tình đạt lý. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành với chúng tôi tại khung giờ 16 giờ 40 phút chủ nhật hàng tuần. Các khiếu nại đơn thư của quý vị xin gửi về chương trình hộp thư truyền hình tại địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả cũng có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại số 02543 636 666. Trong đơn thư thắc mắc khiếu nại khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm những thông tin trong quá trình giải quyết. Thân ái chào tạm biệt.